Ngày 12 tháng 7, đoàn công tác của huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm hỏi, hỗ trợ các hộ dân có nhà bị tốc mái hoàn toàn do ảnh hưởng bởi trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy tại xã Phong Hòa. Mỗi hộ ảnh hưởng được hỗ trợ 3 triệu đồng. Theo Ban Chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Lai Dung, vào lúc 8 giờ ngày 11 tháng 7, trên địa bàn xã Phong Hòa đã xảy ra mưa lớn kèm theo gió giật mạnh, đã làm tốc mái 17 căn nhà, gãy 2 trụ điện trên quốc lộ 54, một số cây ăn trái của người dân địa phương cũng bị gãy đổ. Rất may không gây thiệt hại về người. Trước tình hình trên, huyện Lai Dung đã điều động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau thiên tai. Được biết sự cố xảy ra đã làm kẹt xe quốc lộ 54 khoảng 60 phút, mất điện khu vực gần cầu xã Hời, sau đó thông xe trở lại.